Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hai kinh kệ Phật pháp lần sâu rất nhiều màu. Trong ngày một kiếp khóa tìm cầu, con đang nghe thấy chuyên truyền tụng huyền tỏ Như Lai nghị nhiều màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Chư Pháp Tập Yếu, quyển chính, phẩm 28, tịch tỉnh. Dứt sạch các phiền não, được an lạc tối thượng. Đấy là đạo tịch tỉnh, bậc trí nói như thật. Lại nữa, Đức Như Lai thường khen pháp tịch tỉnh đã đến nơi bất diệt, không sinh các khổ đau. Người nào liền phóng dật chặn lỗi lầm tham dục, tích tu hành tịch tỉnh đã gần đạo Bồ Đề. Người liền được tham ái, đối cảnh tâm chẳng loạn, xa lánh tri thức ác đã gần đạo Bồ Đề. Ai khéo léo quan sát, không đắm thiện bất thiện, bỏ lo sợ luân hồi đã gần đạo Bồ Đề. Người đoạn trừ lậu hoặc, trừ có uế biến nhát, hiểu mình người vô ngã đã gần đạo Bồ Đề. Lìa tội lỗi ba độc, để các căn tịch tỉnh, hiểu rõ bốn chân đế đã gần đạo Bồ Đề, không tham lam nhàm chán, những thức ăn ngon dở, trí cảnh đều nhất như đã gần đạo Bồ Đề, không chấp chặt bám víu, hai thứ khổ và vui, lìa bỏ mọi sợ hãi đã gần đạo Bồ Đề. Người nào sợ tội lỗi, hãy xa bỏ phóng dật, khéo cầu quả Bồ Đề, được tịch tỉnh tối thượng. Phẩm 29 Thánh Đạo. Người nào dùng trí tuệ khéo quan sát bốn đế, thoát khỏi mọi luân hồi, đạt đến bờ giải thoát. Không suy xét chân chánh, ngu si tham các dục, không chán lìa sinh tử, bị luân hồi trói buộc. Chẳng sợ khổ rộng lớn, không tìm cách xuất ly, bị tên dục bắn trúng, sẽ đọa vào đường ác. Kẻ ngu tham dục lạc, như thiêu thân thích đèn. Không biết nỗi lo lớn, cuối cùng chẳng chút vui. Phật nói đạo chân thật là khổ không vô thường, vô ngã người không người tạo, giải thoát được luân hồi. Trí cảnh vốn bình đẳng, tất cả do tâm tạo, hiểu và chứng được rồi nên không nói ba thứ. Lìa tội lỗi uống ăn, không sống bằng tà mạng, khỏi trí không phân biệt, chứng pháp suốt thế gian. Khéo trụ trí trong chân thật, tu 16 hành tướng, sau đó sẽ hiểu rõ thứ tự đạt các pháp, dứt hẳn nhơ ba độc, khỏi khổ đau ba cõi, vượt qua ba đạo ác là bậc tu đà hoàng. Pháp bất thiện là nhân đọa vào con đường ác, nhờ nương pháp giải thoát đạt quả tu đà hoàng. Khi thu tập các định dẫn sinh đến khinh an, tự ân nghiệp thuần tịnh, vượt qua biển bao cõi, dứt hẳn mọi nghi hoặc, lìa tham hành bất bại, chèo con thuyền bạch nghiệp bạch, đạt đến bờ giải thoát. Tất cả pháp hữu vi do nhân chuyên sinh khởi, biết được bốn thánh đế gần nhân quả nhiễm tình. Ai thông đạt bốn đế chắc chắn được giải thoát. Kẻ ngu tham cảnh dục xoay vần trong ba cõi, ai này được tham dục là trụ đạo tịch tỉnh. Đạo này không gì hơn bậc trí đang tiến bước. Người nào tâm thường tịnh cung kính các đức Phật, đời đời được an lạc, liệt Phật không giải thoát. Người nào tâm thường tịnh yêu thích pháp chân chánh, đời đời được an lạc, liệt pháp không giải thoát. Người nào tâm thường tịnh kính cúng dường chúng tăng, đời đời được an lạc, liệt tăng không giải thoát. Người nào tâm thường tịnh tên hiệu bốn thánh đế, đời đời được an lạc, lìa bỏ không giải thoát. Người nào tâm thường tịnh xuyên tu tám thánh đạo, đời đời được an lạc, lìa bỏ không giải thoát. Ai cầu chứng chân như hãy an trụ tuệ tịnh, không ham thích nơi đùa chơi đùa là bậc thiên trung tôn. Ai ham thích chơi đùa, không sinh tâm xa bỏ, tăng trưởng các bệnh khổ, thật chẳng phải an vui. Người hiểu pháp tứ đế và tu hành bố thí, phải biết người như thế là an ổn tối thượng. Phẩm 30 Giáo giới tỳ kheo. Thường thích hành từ nhẫn, không hại các hữu tình, được tất cả chúng sinh cung kính như cha mình. Thân nghiệp thường thanh tịnh, các căn khéo tương ưng, không sinh tâm tham lam, bỏ lấy của không cho. Trở nên nhìn hay ngắm hình người nữ xinh đẹp, các tưởng dục bền chắc, bậc giải thoát trong đời. Thích tu các thiền định, liền được mọi sợ lo, không chạm đến phiền não, xem vàng như gạch ngói. Với việc khổ và vui, an nguy hay suy thịnh, tâm không hề dao động, chính là bậc tỳ kheo. Khiếu được phục các căn, phân biệt cảnh nhiễu loạn, dùng trí biết như thật, bình đẳng trước oán thân. Ai đầy đủ minh trí, hiểu cảnh dục như độc, ta nói người như thế sẽ đạt đạo Bồ Đề. Đủ chính kiến chân thật, hiểu sinh diệt sát na, đứng vững như tu di, vượt khỏi biển luân hồi. Xem cây cỏ chiên đàn, bình đẳng không sai khác, không sinh tâm yêu thích, thức ngon cùng áo đẹp. Với lợi dưỡng tiếng thơm, xem chúng như lửa hợp, luôn sinh tâm biết đủ, ngồi nằm trên thảm cỏ,
Tất cả những sự nghiệp ở quá khứ vị lai liền suy nghĩ đạo điên, không sinh tâm nhiễm đắm. Thích nghe pháp chân chánh, không lưu chuyển theo nhân, dùng trí khéo phân biệt, thường tu hành thù thắng. Cảnh dục tuy thiêu đốt, nhưng với tâm tịch tỉnh, xua đuổi như tôi tớ, không có những khổ đau. Nếu các căn điều thuận, sẽ không có buông lung. Các dây trói tham dục chẳng khác Đức Mâu Ni. Người lành như vàng báu, ai thấy cũng quý trọng, thích tu hành tịch tỉnh, khiến người sanh tâm vui. Sống nơi A Lăng Nhã, không thích ở lầu quán, biết đủ mặc y thô, thừa hành pháp khất thực. Khéo tu thân, ngự ý, không sinh tưởng khổ vui, bỏ chấp trước phân biệt, được an ổn tối thượng. Giờ tu các thiền định, phá trừ được ma oán, thích nói lời chân thật, dẫn dắt mọi quần ma. Khéo đi xe trí tuệ, nghiền tham sở sáu căn, phải biết người như thế, được gần đạo Bồ Đề. Thường ở A Lăng Nhã, vĩnh viễn đều lỗi lầm, như gió trong hư không, ở mây không chướng ngại. Nhờ ba nghiệp thanh tịnh, xuyên tu hành thù thắng, đủ chánh kiến chân thật, phá trừ các tà giáo. Bản tánh không nhiễm đắm, những hành tham sân si, luôn khởi tâm từ bi, là việc của tỳ kheo. Hiểu rõ các cảnh sắc là những nhân trói buộc, người này không ưu não. Đạt đến nơi tịch tỉnh, biết nhân duyên các pháp thì ác đều rõ ràng, thích nghe pháp giải thoát, không bám víu tham lam, luôn sinh tâm yêu thích, những nghiệp thiện chưa tu, người này như ánh trăng, đặng tánh sạch không nhơ. Tôi đốt pháp tội ác, như ném củi vào lửa, bỏ sau mọi nhân khổ, bậc thù thắng ba cõi. Chỉ mong cầu giải thoát, không đắm pháp thế gian, vượt qua luân hồi khổ như chanh bay hư không. Hiểu như thật nhân ấy, nhất định sẽ chịu quả, người này trong ba cõi là bậc chân giải thoát. Không sinh tâm chấp trước, những khổ vui thô tế, tỳ kheo tối thượng này, xem thế gian như lửa. Không sinh tâm tán loạn, thích cầu pháp chân chánh, xuyên tu nghiệp trắng sạch như bậc A-la-hán. Thích gần tri thức thiện, xa lìa những bà con, bà có nhiễm gia đình như bậc A-la-hán. Nhờ tuệ căn tịch tỉnh, không đắm chấp cảnh giới. Đi nhìn thẳng xuống đất như bậc A-la-hán, không đến chỗ cung chùa thành ấp đường lớn nhỏ, cho trách việc buôn bán như bậc A-la-hán. Không xem ca múa nhạc, không thích cùng tranh cãi, ở nơi vắng nhàn tịnh như bậc A-la-hán. Một ngày ăn một bữa, chưa được chẳng mong cầu. Khi ăn biết vừa đủ như bậc A-la-hán, luôn mặc áo phấn tảo, không thích y phục đẹp, sống bằng pháp khất thực như bậc A-la-hán. Vì không tạo các nghiệp, bỏ tất cả hư dối, không sinh cũng chẳng thích như bậc A-la-hán. Không lừa tướng sân hận, bỏ tham dục ngu si, giải thoát mọi pháp ác như bậc A-la-hán. Lìa hết những buồn giận, vượt khỏi các cớ xử, trừ tư duy chánh niệm như bậc A-la-hán. Tu tập tám thánh đạo, khéo trụ trong tịch tỉnh, phá dứt oán phiền não như bậc A-la-hán. Căn tịch tỉnh vững bền, ra khỏi bùn tham dục, trụ tâm ở một cảnh như bậc A-la-hán. Những chỗ mình đi qua hoặc nơi người vui đùa, biết sao nói như vậy như bậc A-la-hán. Biết pháp lậu vô lậu đều từ nhân duyên sinh, chắc chắn không nghi ngờ như bậc A-la-hán. Bỏ hôn trầm thùy miên, không lười thức đúng giờ, xuyên tu mọi phàm hạnh như bậc A-la-hán. Thích ở A Lăng Nhã, tu Tỳ Bát Xá Na, các định Samatha như bậc A-la-hán. Người trí dựa chánh lý, thường sống nơi núi rừng, như chim trong hư không như bậc A-la-hán. Nhận thức ăn tánh thí, bình đẳng mà thuyết pháp, phá căn tùy phiền não như bậc A-la-hán. Biết rõ đạo chân thật, tâm tương ưng thứ lớp, đã đánh bờ giải thoát như bậc A-la-hán. Ai đầy đủ minh trí, lìa lo sợ hoan hỷ, không đắm chấp hai thứ như bậc A-la-hán. Giới mình người các loại như thật biết già chết, trời người đều tin theo như bậc A-la-hán. Luôn thích tu phạm hạnh, bác y sống đạm bạc, cho dục già tri túc như bậc A-la-hán. Không tâm đắm vị ngon, đúng thời ăn một bữa, lìa cấu nhiễm danh lợi như bậc A-la-hán. Tương với bi xả, không che giấu tội lỗi, đốt cháy rừng lầm lỗi như bậc A-la-hán. Trái phép tắc tăng già, tâm luôn sinh biến giác, không dũng mạnh tinh tấn, chẳng phải vị tỳ kheo. Phật rằng các đệ tử không chứa nhiều ngoại cụ, người nào thích biến nhát làm sao được an vui. Chính pháp biến nhát đó là gốc của tội lỗi, trôi lăn trong luân hồi, giữa vô lượng khổ não. Người nào sống biến nhát, các pháp lành chẳng sinh, tuy mặc áo ca sa chẳng phải vị tỳ kheo. Ai không tu định tuệ, làm sao dứt đường lậu?
chỉ có hình tướng giả, chẳng phải vị tỳ kheo. Sống ở trong tăng phường, xa rời nếp sống luật, lại đam mê tưởng sắc, chẳng phải vị tỳ kheo. Ai phá được lưới ma, xa lìa các tội lỗi, không hủy phạm giới cấm, cùng ở cùng uống ăn. Tỳ kheo phá giới cấm, thọ dụng những ẩm thực như là uống thuốc độc và uống nước đồng sôi, vì không có tài năng, không cùng phần với chúng, sau đọa trong địa ngục, chẳng có được thức ăn. Ai đoạn trừ phiền não như đuổi rắn khỏi nhà, không thích nhìn nữ sắc, khất thực sống chánh mạng. Có sao các tỳ kheo vì thân sắc tướng này tạo những nhân quả ác, hại danh xưng tăng bảo, tham cảnh giới danh lợi, gần gũi với người nữ là phi tục phi tăng, tặc trú trong chánh pháp. Cái oai quyền vua quan say sưa trong ăn uống là tỳ kheo giả danh dối gạt người tánh thế, không phương pháp thâu giữ cùng làm việc thế tục, luôn sống trong cung thành do đáng ở hang rừng. Ai không sinh nhàm chán tăng trưởng từng sát na, hãy cắt dây ái dục, thích sống nơi tịch tịnh, các phiền não hoặc nghiệp trị đoạn bằng chánh kiến, giải thoát sắc thọ uẩn, hãy khéo léo tu tập, tích tu các thiền định, hiểu rõ tất cả pháp, thông đạt tướng chân thật, được an ổn tối thượng. Phát tâm từ rộng lớn, cần cầu pháp chân chánh, rõ thân mình như huyễn là tỳ kheo chân thật, luôn sinh tâm tịnh thiện, trừ tham dục sân hận, bỏ phân biệt đạo đi là tỳ kheo chân thật. Các đức mọi trói buộc lìa tất cả kết hợp, luôn thương yêu chúng sinh là tỳ kheo chân thật. Khéo điều phục tâm mình, cảnh dục không làm loạn, như vàng rồng không cấu là tỳ kheo chân thật. Đối với mọi cảnh dục không sinh ái phi ái, tâm ý không đắm chấp là tỳ kheo chân thật. Đầy đủ các giới pháp hàng phục giặc của căn, lìa nhà bán thấp kém là tỳ kheo chân thật. Không thân vị ăn uống, thường phát sinh trí sáng, thích nghiên cứu các pháp là tỳ kheo chân thật. Ở đồng vắng nghĩa địa, trải cỏ để ngồi nằm, tâm không sinh mệt mỏi là tỳ kheo chân thật. Hiểu rõ những nhân ác và chịu các quả khổ, lìa hết mọi nhân ế là tỳ kheo chân thật. Nhờ ý căn thanh tịnh khỏi hiểm nạn cõi ác, vượt qua đường luân hồi là tỳ kheo chân thật. Trí tuệ sâu như biển, khen chê không động tâm, không sinh tâm thương ghét là tỳ kheo chân thật. Khéo giảng pháp vi diệu, không có nhiễm tham đắm, xuất trí tuệ bền vững, đúng thời không biến giác, biết dục giới, sắc giới cùng với vô sắc giới đều do nhân duyên sinh, là bậc đầy đủ trí, lìa tội lỗi tham dục, không vướng bận thế gian. Ta nói tỳ kheo đó xem cảnh như dục như độc, nhờ đầy đủ chánh tuệ xem dục như mùn nhơ, đây là người giải thoát, thoát khỏi sự trầm luân. Thế tu các thiền định, xa lìa sự biến nhát, luôn đọc tụng kinh điển, lợi ích cho chúng sinh. Đầy đủ biện tài lớn, trả lời theo câu hỏi, biết thứ tự các pháp, liền phân biệt đạo điên, làm việc giỏi cho tăng, giữ gìn những tài vật, thân không biết mệt mỏi, cũng chẳng có buồn lo, không mong được tiếng thơm, lại chẳng cầu phước báo. Ta nói tùy khéo đó, các đối sự trói buộc là giữ gìn giới tịnh, không cầu sinh cõi trời, nhờ nhân lành đã tạo sẽ đạt quả bồ đề, luôn thích tu hành chánh, không gần gũi bằng ác. Ta bảo người như thế liệu bỏ mọi lỗi lầm, khéo tu quá từ bi, tâm tinh tấn chất trực, không phạm chút lục nghi, đã gần đạo bồ đề, sợ sinh già bệnh chết, chán ghét khổ luân hồi, tu thiền trừ tán loạn, không xa đạo bồ đề, nương nơi tự tánh không, ngồi sinh diệt vô thường, thứ tự tu các thiền chấm dứt tất cả khổ. Là nếu người hủy giới, gây hại cho Phật Pháp, ngoài tuy mặt ca sa, trong công đức che chở, tựa như đám bọt nước, mong manh chẳng bền chắc. Người hư dối như thế, trộm danh tự tỳ kheo, hủy giới người địa ngục bị tăng bảo đuổi đi, vì tự tâm cuồng loạn, thân hoại, đọa đường ác, dối luật nghi các pháp, theo nghiệp tự chịu quả, bị lưỡi nghiệp trói buộc, chỉ chịu đau khổ thôi, không mặc áo pháp lành, như loại hình xấu ác. Sau đó ở trong địa ngục chịu mọi sự trừng phạt, không pháp lành trang nghiêm, chỉ khổ não bức bách. Người phá giới như thế mới vào trong đường ác, chính vì phá hủy giới không tu những hạnh lành, lửa địa ngục thiêu đốt chắc chắn không tránh khỏi. Trong an trụ giới pháp, ngoài đầy đủ oai nghi, nếu bỏ là tà mạng, không do đâu giải thoát,
Ngày đêm trong mọi lúc tăng trưởng pháp bất thiện, kẻ hành ác vô si, hủy hoại báo giới tịnh. Nghe các pháp đều không, ý giữ lấy không xả, trụ tư duy chánh niệm là người khéo giữ giới. Giới trừ các tội lỗi, người tốt luôn phụng trì, phá giới như dây nhơ, trói buộc người làm ác. Ai hủy phá giới cấm, chỉ tương ưng giới tội, kẻ ấy thích gần gũi, xứ giả di mà là. Kẻ ngu si không giới, sinh nhiều sự tán loạn, tạo tội ác không ngừng, đã gần cửa địa ngục. Ai thích tạo tội ác, chỉ tổn hại mình thôi, quả này như nhân xưa, có sao lại hối hận. Xong tội lúc sâu động, ba đạo luôn trào vọt, nhận chìm kẻ gây tội, ngày đêm chịu khổ đau. Ai lìa bỏ giới tịnh, là bỏ pháp bạch tịnh, sao thuê được thân người, tâm thường sinh phóng dật, hủy phạm các giới cấm, ganh ghét bậc hiền thiện, thì khéo ác như thế, chắc chắn đọa đường ác. Ai thích giữ giới tịnh, luôn đi trên nẻo lành, chẳng bao lâu sẽ được vui chân thường xuất thế. Khéo giữ gìn trai pháp, tụng đọc các kinh điển, tâm ý luôn tịch tỉnh, không tương ưng phiền não. Ở trong biển ba cõi, dùng giới làm thuyền bè, nên phụng hành đúng pháp, sẽ đến bờ giải thoát. Luôn mặc y phấn tảo, chỉ giữ một mình bát, ăn các loại rau trái, dù ấy Phật khen ngợi. Thanh tịnh thân ngữ ý, thường sống với chánh mạng, tích tu các thiền định, đã gần đạo Bồ Đề. Luôn sống nơi đồng vắng, không sinh tâm buông lung, chỉ tịnh tu phạm hạnh, đã gần đạo Bồ Đề. Quay lưng với năm dục, biết đủ chẳng mong cầu, luôn sinh tâm tịch tỉnh, đã gần đạo Bồ Đề. Không sống bằng tà mạng, lìa trần cấu phiền não, tâm tựa như hư không, đã gần đạo Bồ Đề. Phật thuyết các pháp luật, không sinh tâm yêu thích, không tu tập phạm hạnh, phỉ báng đạo tịch tỉnh, gần gũi kẻ hạ liệt, xa lìa các giới pháp, bỏ chánh kiến chân thật, không thức tu các định, vì tính dao động ấy nên sinh tâm phá hoại, lìa giáo pháp đối trị, làm sao được thiền định. Bỏ thiện pháp chính mình, thích sự nghiệp sư tà, phá sạch cả hai thứ, nhất định đọa đường ác. Bỏ hình tướng tỳ kheo, thay đổi y phục đời, bị mọi người cười chê, sống đời sống nghèo thiếu. Kẻ ngu si thấp kém, tự khoe khoang học vấn, vứt bỏ những nghiệp lành, thích làm việc phi pháp. Do hoàng tục tự sống nên mất danh tiếng thơm, bị các bậc hiền thiện vứt bỏ như cây cỏ, thích làm mọi nghiệp ác, phá hoại chánh tri kiến, tỳ kheo phá pháp này, tâm ý luôn dối trá, luôn tham thức ăn ngon, bám víu những dục lạc, tỳ kheo hành ác ấy là giặc mặt ca sa. Học lịch số tinh tú, nói những pháp bó toát, tỳ kheo thế tục này, thích gần gũi vua chúa. Học hòa vẽ thầy thuốc, làm những việc phi pháp, tỳ kheo hiểm ác này, luôn lo việc cơm áo. Bỏ tụng kinh tu định, tham lợi dưỡng danh thơm, tỳ kheo giả danh này, không lâu sẽ tự hại. Gần gũi nhiều bạn ác, tìm phương cách luyện vàng, tỳ kheo phi pháp này, đã tự tổn hại mình. Ai bỏ hạnh dục ấy, xa lìa các bạn ác, khi đủ trong ăn uống cũng không sinh buồn giận, nếu dục đến gây hại, vứt chúng như đổ bùn, tỳ kheo giữ giới này như mani không cấu, trong ngoài đều thanh tịnh, nghiêm thân bằng trí đức, tỳ kheo phạm hạnh này mặc áo bằng giới luật, không vướng pháp thế gian như tôi di chẳng động, tỳ kheo tịch tỉnh này được mọi người cung kính. Vào thành phố xóm làng không ở quá 3 đêm. Tỳ kheo giải thoát này luôn thích ở hang núi, rất sợ tội tham dục, tu định trừ tán loạn, tỳ kheo đơn độc này tâm tịch tỉnh không động, xa lánh tri thức ác, dứt sạch mọi tham ái, tỳ kheo bất nhiễm này không chấp chặt ngã sở, luôn lìa xa bạn bè, tu định hoặc độc tụng, tỳ kheo xuất thế này giải thoát khỏi mọi khổ nạn. Ít muốn lại biết đủ, siêng tu không biến nhát, tỳ kheo tinh tấn này hòa diệt những nghiệp ma, tỳ kheo ở rừng núi sẽ bỏ mọi tham cầu, có sao mặc ca sa như làm thuê nuôi sống, lại nữa người trì giới trời rồng luôn cung kính, không chịu gần pháp lành như ao khô ngỗng đi. Ai lìa được tham dục, vĩnh viễn không lầm lỗi, thích gần gũi vua quan, sinh ra mọi lo sợ, sống nơi a lăng nhã hoặc nghĩa địa đồng hoang, nương sống trong hang núi dứt tâm và an tọa. Nếu không tu thiền định, chỉ mong cầu uống ăn, phải biết người như thế chẳng khác loài ngạ quỷ.
Định niệm vô địa cấu là lời bậc trí dạy, nếu địa bỏ thiền định chẳng được chút sướng vui. Kẻ ngu si ít hiểu, không thể tu tập được, tham ăn uống thế gian đã tự lừa dối mình. Bị dục cảnh lôi kéo là sinh tâm ham thích, tăng trưởng pháp bất thiện, phá hoại hạnh sinh thiên. Ngày nào đối pháp sư, tên hiểu trừ ngã mạng, phát khởi tâm tinh tấn, nhớ mãi chẳng để quên. Nhờ nghe giáo pháp ấy, nghe theo lời dạy bảo, đã làm cho người khác không sinh tâm ngã mạn, khéo phân biệt giả nói, tướng mạng và quái mạng, biết cho thật mình người là tỳ kheo trí tuệ, không trí tâm tán loạn, giữa ngã mạn sân hận, kẻ ỷ danh lợi kiêu ngạo, làm sao được tịch tỉnh. Nói tương ưng giới làm, khéo trụ cảnh giới trí, sợ tội lỗi sinh tử, đủ quả lợi xuất gia. Nhờ trụ cảnh giới trí, hiểu tánh mình tánh người, đạo phía đạo cũng vậy, và nghiệp báo thiện ác. Bỏ hai thứ khổ vui, không thực hành phía đạo, các gia trói gia đình, an ổn không lo khổ. Tỳ kheo ở tăng phường thường sinh tâm tán loạn, chẳng khác gì thế tục, tổn hại pháp sa môn. Ai ở nơi núi rừng, không bị người hủy bán, luôn thiền định trì kinh, tâm ý không tán loạn. Nếu thích ở tăng phường, tham cầu chứa cất nhiều, tâm không chút thảnh thơi, đến nỗi tổn tuổi thọ, chẳng hiểu thân không bền, an lạc cũng giảm theo. Không nhìn nhân hiện tại, là cầu vui đời sau, chẳng sinh tâm mong cầu, chính là người lìa tham. Ít muốn lại biết độ, đạt được quả sa môn. Thích sống nơi rừng núi, tu tập các thiền định, luôn khen công đức tịnh, lìa tất cả lỗi lầm, bỏ hết sự hòa hợp, không bị cảnh kéo lôi. Hiếu đoạn trừ tham dục như lửa đốt củi khô, ai thích sống tịch tỉnh là sa biển ba cõi. Tỳ kheo thân thanh tịnh, không lệ thuộc phẩm nhà, thích ở nơi tăng phường, chỉ tăng thêm tam ái. Trong đời này đời sau làm sao được giải thoát, ai thích ở tăng phường, tìm cầu nhiều tri thức. Thường làm các nghiệp ác, sao phải đọa đường ác. Người nào đủ trí sáng, lìa tư tưởng oán thân, không có sự đối đãi, tâm ý luôn tịch tịnh. Nghiệp ác như bùn nhơ, đừng bao giờ bám víu. Hãy riêng sống núi rừng, bỏ vọng cầu tịch tịnh, khéo tu hành vô cấu, trừ hết mọi nhơ uế, cho sống nơi nhàn tịnh, vượt qua cảnh giới dục, cho pháp thế xuất thế, lìa cấu không nắm chặt, biết khổ vui bình đẳng, gọi là bậc tịch tịnh, sợ bỏ năm dục lạc, biết đủ không mong cầu, sống bằng nghề thanh tịnh, gọi là bậc tịch tịnh, luôn xa nơi huyên náo, còn đến chỗ phi xứ, riêng mình ở mày tu tập, gọi là bậc tịch tịnh, dứt hẳn mọi tham dục, không có sự mừng lo, thanh tịnh thân ngữ ý, gọi là bậc tịch tỉnh. Lời giới pháp hơn kém, câu sinh tâm cao thấp, dùng trí bình đẳng quán, gọi là bậc tịch tỉnh. Giới hành thiện bất thiện, biết rõ được nghiệp báo, không vướng pháp thế gian, gọi là bậc tịch tỉnh. Phát khởi trí chân chánh, luôn nghĩ tội lỗi dục, hiểu rõ nhân sinh thọ, gọi là bậc tịch tỉnh. Khéo điều phục các căn, biết thời mới giảng pháp, lo sợ nhân luân hồi, gọi là bậc tịch tỉnh. Hiểu rõ tướng tự thân, trừ tán loạn của căn, thường sống nơi rừng núi, gọi là bậc tịch tỉnh. Trụ chánh kiến tinh tấn, luôn suy xét nghiệp ác, không vui chơi ngắm cảnh, gọi là bậc tịch tỉnh. Đoạn tất cả phiền não như lửa đốt rừng cây, gọi là bậc sa môn, không đắm vướng các dục. À thích việc thế tục, luôn đi đến sấm làng, ngu si lìa dối người, tự xưng mà sống đúng pháp. A lan nhã thanh tịnh, không sinh tâm dục lạc, đó là những cảnh giới của những người sống ly tham. Ai tham đắm năm dục, thích nói chuyện thế gian, phải biết người như thế không thể an trụ được. Tâm thích nơi vắng lặng, chuyên tu các thiền định, sa môn hay thanh tịnh này, khéo sống đạo an ổn. Phẩm 31. Phước hạnh, người nào tạo phước nghiệp sẽ được quả thù thắng. Vì vậy hãy xuyên tu, không phước là không tài. Phước là báu tố thắng, là kho tàng vô tận. Phước tự như đèn sáng, lại như là cha mẹ. Phước sinh ra chư thiên, đưa đến nơi thù thắng. Người đời tu phước hạnh, được quả báo như ý. Ai tu tập phước hạnh, ắt được vui giàu có. Hãy khéo léo hiểu rõ, không phước là không vui. Phước có lợi ba đời, tự tánh đáng ưa thích. Như bóng luôn theo hình, không bao giờ lìa xa. Chư thiên nếu giảm phước, chẳng lâu sẽ thoái đọa. Vì vậy với phước hạnh, nếu tu tập liên tục, không phước nhiều cũng khổ, thường sống nơi hạ tiện.
không thiện mong quả vui như tiền bơ trong cát. Kẻ ngu bị tâm dối đưa xa lìa phước nghiệp. Đã không tu pháp lành, tội ác lại tăng trưởng. Hiện đời tu pháp thiện, phước theo hành sinh ra. Chính vì nhân duyên ấy, sau được sinh cõi trời, A Thích Tu phước nghiệp mọi người đều tôn trọng, đều tôn phụng. Thân không bị khổ não, tâm luôn được an tịnh. Người lành tu pháp lành, đạt diệu lạc trong lạc. Do tâm thanh tịnh ấy, sẽ được đạo Bồ Đề. Vì thế các hữu tình sẽ tu tập phước nghiệp, bỗng chốc vô thường đến thành sở hữu của người, thường siêng năng tu tập phước hạnh thù thắng ấy. Tùy theo những nhân duyên mà chịu mọi quả báo, tất cả các thế gian pháp thiện ác là chủ. Hãy siêng tu pháp thiện mới có thể cứu hộ. Ai sợ bỏ pháp thiện tất tạo các tội lỗi, chính vì nhân duyên ấy mà chịu khổ địa ngục. Cho nên lúc chưa chết hoặc khi thân khỏe mạnh, nỗ lực siêng tu tập là người đủ trí lớn. Người nào thuyết pháp hay, khai ngộ cho người khác, đã đánh thành niết bàn, an ổn địa lo sợ. Và đối với chánh pháp, thuyết bài kệ bốn câu chỉ bày đạo giải thoát là cứu hộ số một. Giỏi giảng thuyết chánh pháp, mau thành tựu Phật đạo. Ít thiện pháp nhiều tiền, làm sao thành đế thật. Tham đắm của thế gian, pháp tuệ không tăng trưởng, châu báu có hư hoại, pháp tài dùng chẳng hết. Chỉ pháp thiện đã tu, theo đuổi trăm ngàn đời, những tài sản có được một bước cũng không theo. Còn bị nước lửa giặc tổn hại tài sản ấy, pháp thiện ở trong tâm không thể đoạt một phần. Dù nhiều kiếp lâu xa, hướng vô lượng dục lạc, nhất định bị hủy hoại, hãy mong cầu chánh pháp. Chỉ có thiện pháp này nên siêng năng giữ gìn, làm lành được sống lâu, tạo ác mau chết yểu. Hãy gần gũi pháp lành, tu tập như giáo pháp, các khổ sẽ không sinh, được niềm vui thù thắng. Ta thích làm việc ác, luôn thực hành phi pháp, sau đọa trong địa ngục, chịu vô lượng cực khổ. Ở trong vô lượng kiếp, hãy quy y tam bảo, trước hưởng vui cõi trời, sau được quả tịch tỉnh. Xét phước báo đang hưởng, đều do nghiệp trước sinh. Nhân khổ hoặc nhân vui, tất cả không xa lầm. Hãy giữ gìn giới tịnh, sùng trọng những phước nghiệp, liên tục suốt ngày đêm, như sông chảy không ngừng. Người nào bỏ pháp lành, đời này thật luống uổng. Nếu không bỏ nhân lành, được diệu lạc trời người. Ai đầy đủ phước hạnh, khéo hộ trì chánh pháp, người này ở trong đời, tu thắng không ai bằng. Tha bỏ mất thân mạng, không trả vào chánh pháp. Ai xa lìa chánh pháp, cho lăn theo nghiệp ác. Kẻ ngu tham dục lạc, xa lìa mất chánh pháp. Đời này đã luống qua, như mưa rơi trong biển. Không giữ gìn cấm giới, thất tạo các tội ác, hạt giống lành ruộng tâm sẽ không sinh trưởng được. Hãy nhất tâm quán sát pháp thanh tịnh tối thượng, để đến nơi bất diệt hoàn toàn không khổ não. Ai buông luôn các căn, thâm đắm mọi cảnh sắc, ác bị chúng trói buộc cho lăn mãi không ngừng. Nếu không vướng tội pháp, như nấu vàng sáng rực, lìa hiểm nạn ba cõi, được rốt ráo tịch tỉnh, đầy đủ tuệ thanh tịnh, luôn tôn trọng chánh pháp, nghe pháp sư thuyết pháp, liền tính thọ phụng hành, thường cúng dường tam bảo, hiếu dưỡng cha và mẹ, đạt đến thành niết bàn, trụ an ổn tối thượng. Đủ hành nghi xuất gia, giỏi giảng thuyết chánh pháp, xin tu tập phạm hạnh, được diệu lạc tối thắng. Trong các cách bố thí, pháp thí là hơn hết. Hãy dũng mãnh tinh tấn tu tập các thiền định, vì thuyết pháp như thế được Như Lai khen ngợi. Ai không sinh tịnh tính chẳng các loài bàn sinh. Thường thích pháp tịch tỉnh, bậc hiền thánh giảng thuyết. Trong ba loại ruộng phước, tu tập cầu giải thoát, đem hết lòng cung kính vì pháp sư thuyết pháp, vì mong cầu chánh pháp không sinh tâm mỏi mệt. Quán sát cảnh năm dục thật chẳng phải pháp vui. Nếu thấy đừng lắm bắt, bậc mâu ni răng dạy, tức tu tập chánh pháp, thấy được đạo lìa cấu, pháp lạc được thọ hưởng, xuyên chư thiên không sánh bằng. Những nghiệp lành đang tạo, có chỗ tựa đời sống, vì vậy hãy nhất tâm, luôn gần gũi pháp lành, dùng mắt tuệ xem xét. Khổ báo ở vị lai, kẻ ngu thích tạo tội, ngụy trí tâm luôn sợ, nhờ đầy đủ chánh tuệ, thế hiểm, nạn, độc ác, luôn hợp với pháp lành để được mọi phiền não. Kẻ ngu si bô lông, chỉ thích những cảnh dục, vui hết khổ hiện hiện, nhọc mệt sinh hối hận.
cho đến suốt cuộc đời con sinh tâm tán loạn, luôn tu tập phước hạnh thoát khỏi con đường ác. Mạng sống trôi qua nhanh, phước báo cũng chẳng lâu. Hãy giữ gìn chánh pháp, làm thiên chủ biết đủ. Ai sẽ bỏ pháp lành là sinh tâm phóng dật, là không tu phước hạnh, không lo bị đọa lạc. Tu học lúc khỏe mạnh, thân thể không khiếm khuyết, là tất cả phước nghiệp sẽ sau sẽ không lo buồn. Ai không tu nhân phước, chỉ thích sống buông lung, phải biết người như thế là gốc gỗ địa ngục. Tuy đầy đủ các căn nhưng không thích chánh pháp, vì sao mong sống còn, nuôi dưỡng nhiều quyến thuộc. Ngày đêm trong mọi lúc, tâm giữ gìn chánh pháp, và nguyện vị pháp sư xa liệt mọi tội cấu. Nhờ dụ giới sinh thiên, được hưởng những diệu lạc, ngu si bỏ phước hạnh, không lo bị thoái đọa. Ai thích phát sinh tịnh tính, trang sức bằng giới báu, luôn sợ đắng dục lạc, chư thiên càng khen ngợi. Nhờ ơ thích pháp lành, chư thiên thường cung kính. Ai sinh tâm điên đảo, nghèo cùng không phước toàn, pháp lành như chiếc cầu, người giữ giới qua được, không tu tập hạnh lành, làm sao qua biển khổ. Tùy thuận tu hạnh lành, nhất định được quả tốt, trăm ngàn vô số kiếp, pháp lành không hoại diệt. Thường tu pháp thế giới, dùng trí để phòng hộ, khiến những người cầu sinh quy y ba ngôi báu. Khéo tu ba loại thế, đối trị bao lỗi lầm, nhờ lìa các tội lỗi, được công đức thanh tịnh, thích đầy đủ giới tịnh, sinh chánh tính chất thật, phá hoại của ba cõi. Như mặt trời phá mây, ai đầy đủ chánh pháp, chư thiên đều tôn trọng, người này sẽ đạt được nơi thịnh tịnh tối thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Chư Pháp Tập Yếu, quyển 9.